Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cha 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 cha. Cái nhảy 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 nhảy. Lọt lọt cái đùng chết của eo. Cái gì vậy coi? Cái gì vậy? Giỡn quá từ chiếu cho bà từ giảng cần giảng con mà. Đùng rồi, tao muốn giảng. Rồi rồi rồi. Cái gì vậy? Con nào vậy? Đứa nào vậy bay? Bé chính nè. Mày bé học mày. Thôi. Mày bé nói không có đánh mà, để tao giỡn xíu là chọt. Cho cái gì đây gớt con thỏ rồi. Cái gì vậy bay? Đi đâu vậy? Tao mệt lắm mày ơi bay. Thôi biết mệt rồi, đi đấm lưng cho. Đi đâu vậy? Đi con mới chim mớt nè. Nó giặt hàng hết trơn rồi. Sao không hái ăn đi mình lại để cho nó giặt hàng vậy? Thôi, chẳng dựng để đâu. Làm dâu. Tao già hơn bà luôn. Già hơn tao là cái chắc rồi. Khỏe không con? Cái gì vậy đây? Cái gì giọt ra ngoài vậy? Trời đâu? Có gì bình thường nè. Đi đâu vậy? Hả? Thì đi qua thăm bà, hỏi thăm bà thôi, kiếm bà nè. Tao ơi, tao có con mẹ đâu hết tâm. Nè nãy đầu tóc bạc nhiều quá đâu nhổ bóp cho ha. Thanh thằng ơi. Đâu tao không vậy bay kêu nhổ rồi hết trơn bà nó tóc gọi lấy gì tao xài nữa. Ủa gì quên hả? Bay để cho tao dạy cộng nó cuối đời đi trời. Đi nhậm đi. Thôi. Đi nhậm cho màu đỏ đi móc lai rồi vô. Thôi. Tao thì móc lai gì. Đi rồi lấy chồng. Tao trời ơi lấy chồng má ơi má. Thiệt đấy con làm ai cho. Có ông kia kìa. Thôi. Con tao vui tao còn sung sức lắm. Tao 94 tuổi. Trời ơi từ ngày bác bay mắt tới giờ. Tao tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Đợi ổng. Đợi ông làm gì? Kiếp sau anh dặn vô em chứ ngày nào. Trời, biết giờ ông ở dưới ông có bà khác rồi đó. Thôi mày nói tầm bậy, ông có rồi, ông ở dưới nhiều khi ông có bà khác rồi đó. Thôi tầm lao. Có rồi. À, có rồi, ông lấy ai kệ mẹ, ông tao cũng đi lấy chồng nước ngoài. Thấy chưa? Vậy là chịu. Vậy là có mong muốn lấy chồng nước ngoài đúng không? Không có. Rồi để con kiếm cho ông tay lực điền nha, tay lực điền. Mày gánh quá trời đi nha. Thôi đừng chọc tao nữa tao đi. Sao vô trong đổng vậy? Đi ra sau vườn. Ôi là trời. Trời ơi sao thấy tội nghiệp ghê trời. Già cả đi là củi vậy đó. Mà sớm này có bà cũng vui. Thôi mẹ kêu vô ăn cơm. Ai bơm? Mẹ kêu vô ăn cơm. Tao già cả bơm gì bay? Có vợ bay trẻ bay bơm chứ tao bơm vậy? Không có bơm. Mẹ con kêu mà nội vô ăn cơm. Ăn cơm? Dạ yeah. Rồi nói với mẹ bay đợi tao xíu, tao lội vòng cái nó cho nó xuống cái nãy chứ chưa. Chắc chưa, ăn không có được gì hết trơn á. Cái ăn có trái sầu riêng mà sao giờ nó nặng cái bụng quá. Anh Thằng ơi ăn một trái sầu riêng. Bây giờ mới lội vòng vòng cho nó xuống cái rồi vô ăn cơm, mang trước đi rồi đợi. Thôi, mấy đứa ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm hả? Vậy thôi nhịn luôn đi, bà cũng chưa ăn nữa. Bà ơi, mua ủng hộ trong đồ cà gãy bà ơi. Bán gì vậy? Cà vô đủ, bí, sẵn. Ngồi xuống đây nè, ngồi đây nè. Bé thấy chưa? Ây, trời, sao mà nó mệt mỏi. Cái gì bay? Nè, đu đủ. Ai? Đu đủ. Mày bậy bà, tao già cả, tao không làm mấy chuyện đó à. Làm chuyện gì bà? Cái gì mà tao nghe mà nói cái gì đó? Đu đủ. Trái đu đủ nè. À, hết hồn. Tưởng mày rủ tao làm chuyện ác chứ. Thằng ngoại dễ thương quá hen. Ký nhiêu bay? Dạ này ký 30. 30 hả? Dạ. Thôi 20 đi mua 1 ký. 25 đó mà ngoại. 20. 25 đi ngoại. Thôi đi con ơi. 20 con bán đại luôn nè ngoại ơi. Có gì ngồi xuống đó ba ơi. Mua đi, cho con về sớm ngoại. Đi. Gõ ông đi bay. Gõ. Khoan để tao đây xíu. Kiếm ngoại. Ngoại tôi nè, ngoại coi kỹ nha. Gì giữ ngoại. Thiếu 100 gram. Thôi buồn chứ ngoại cái củ sắc đi. Cái mấy luôn rồi. Bay bán buồn mà phải cho. Bay bán buồn mà phải cho tao chứ trời. Rồi sao cho không lại. Thôi tao về. Thôi cho ngoại nè. Bỏ vô. Nhiêu? 30. Cái gì 30? 20. 20. 20. Ngoại lãnh ngoại 30 được. Đợi xíu. Dạ. Mày nói gì mày kỹ vô ngoại.
Tao lấy tay vô. Ừ. Đợi ngoài xíu nha. Dạ. Ồ, ngoài thầy tiền dữ ha, nhiều dữ ha. Chắc tiền nhiều đó ha. Gì dữ vậy ngoại? Đại xéo, tiền bạc phải có cho kỹ càng chứ con. Có tuổi ngoại bập hả? Hả? Đợi xíu đi bay. Bay trẻ, bay có kiên nhẫn hết trơn trời. Không có nói gì mà nhiều dữ vậy. Hả? Nó tới rồi. Rồi. Nhiêu á? Dạ, 30. 30. Còn đúng 20.000 luôn nè. Cảm ơn ngoài. Bạn cẩn thận nó dùng máy con. Đây, bàn đây. Đây. Đây, nội gói lại cho nó kỹ càng, đem về nhà được. Cái bóp nhỏ xíu, ngoài đó thành bóp cà bá luôn. Tiền bạc nó kỹ càng chứ con, cái giờ cái gì quan trọng. Tiền bạc là vật bất ly thân, con không nghe câu đó hả? Thôi ngoài ta mệt có ngoài ơi, ngoài từ xử đi ngoài ơi. Trời ơi, có bơm 30 xíu kìa, ngoài gói nãy giờ. Con bệnh gì còn trẻ mà không có. Trời ơi. Bọc đâu mà chơi gói cho đủ trời. Đừng nói chút xíu, lấy hai bọc mày kêu gói luôn nha. Đừng nói hai củ này kêu gói luôn nha. Đợi xíu. Xíu vậy nè, ngoài gói thành kilo luôn. Thôi về con ơi. Đông ngoài. Đợi xíu bay. Không có nghe tiếng gì. Ây chết mẹ, rớt cái gì rồi? Rớt cái cây. Rớt cái cây. Trời ơi, ngoại liệu cũng dữ ha. Ngoại vậy vô. Ngoại vậy vô nè. Mày cái gì vậy, thôi về. Nè ngoại lấy đồ giờ ngoại. Về nè sao? Dục ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại ơi. Mày nha bà, mày ta thọt một cái mày tay bay tới mà kia. Giờ mày ta xin que, mày ta nắm con kia. Tại đây, gửi ngoại, ngoại. Ta nói tao mệt nha. Tăng mày đi gì vậy? Đây là con Nguyễn Thị Sáu, con tao. Trời đất ơi. Đây là Trường An, con của nó. Thích Thằng ơi. Trường An nè. Còn Sáu đây nè. Đừng có dẫn con ai về với bà. Ủa? Ủa con ai về rồi? Ủa đây không phải Trường An hả? Con phải Trường An không? Không kìa. Con phải Sáu không? Trời đất ơi, mày dẫn con ai về vậy? Anh biết đâu thấy nó đang chơi mà chưa thấy mày nhỏ nhỏ tưởng đâu con của má. Thôi thằng Trường An nó bự rồi. Rồi nó không còn còn nhỏ nữa. Đây nè Trường An nè. Thôi nè. Còn Sáu nè. Cứ nghĩ sao mà. Thôi thôi, thôi con đi về chơi đi ha. Con chạy bản chơi đi. Thôi đi đi con. Thôi má ơi, có dẫn về nữa. Nhỏ đi chơi mà dẫn về hoài vậy. Ai mà biết đâu trời, rồi cần bay đâu. Đi đạp thôi, vô cơm nè. Mua hai cái bí. Mua bí cái gì vậy? Vì nấu canh bí. Anh ơi, sáng mới mua rồi. Sáng điện luôn nè. Ủa? Sáng mới mua rồi mà má. Trời ơi, má ơi, má lạnh quá rồi má ơi. Cái này cũng canh bí hả? Canh bí, chứ không để màu. Ai mà biết đâu. Sáng mà nhớ mày mua cái gì? Sáng mới chứ bây giờ mày xài xẻ tao. Không nói nữa. Thôi tao cô đơn. Thôi mẹ, có xài rễ gì đâu, nói gì thôi. Nói gì thôi để chịu ăn bí nữa nha. Trời ơi,
Má ơi là má. Mua gì mà thịt không đi trời, mua sườn cạp cho nó ngon. Rồi, nghĩ sao mà đòi mua sườn ăn? Có cái ăn mà ăn sườn. Nhưng mà tới cái gì cứng cứng, nhai cái mềm mềm cái đó tao già nữa. Mà tao có già đâu. Rồi má trẻ, con già được chưa? Lấy cái muỗng chan canh lên chứ. Đi đâu sáng giờ vậy? Đi mua máy này hả? Gì mới vậy? Sao mà không chát gì bây? Sao? Cái muỗng cho mẹ nhanh lên. Bây nấu canh mày muốn hại tao sao mà nấu? Hại cái gì mà hại? Nãy con Minh vừa ăn rồi mà hại cái gì? Mẹ. Gì mẹ? Chị đã khai lợi đủ cái gì mà mặn? Cái gì mà mặn rồi vậy? Bây ăn không được rồi, tao ăn hà. Ủa? Này. Hồi nãy em đi vừa ăn lắm nè. Tình thường thì đâu có thấu cái chở gì đâu. Rồi đó. Bé tao già cả người yếu xong rồi bay muốn làm tao tăng cái lượng ma lượng lượng muối trong cơ thể. Tao rõ tay ấy mà. Đi thôi. Nào mẹ luôn. Tao ăn rồi coi. Bé nhớ là đi vừa ăn lắm mà mẹ cho. Đi đi không chết đi mẹ. Đi bắt ăn được đi. Ăn xong rồi chút chiếu vô uống sữa nha. Thôi. Sao vậy? Uống sữa hay lõm xương? Đúng rồi đó. Ăn con ơi. Mình bỏ chưa ta? Mày chắc phải chiên miếng nữa cho nó vừa ăn. Keo này keo muối bọ. Tưởng keo đường chứ. Đứa nào có nồi canh cho bấy ơi. Ủa mẹ hồ. Về. Mẹ thấy nồi con đâu không? Chứ không bây giờ luôn. Đâu có mang nồi tao. Hồi nãy con sạc ở dưới bếp mà tao mất tiêu trời. Kiếm cho con coi, kiếm kỹ lại coi. Ấu tả à. Ừ, con kiếm muốn ngát cái nhà rồi, có thấy đâu. Yến đỏ đi để. Tao mà kiếm khói bị cảm nha. Để ở đâu? Ờ, dạ. Để ngay dưới này nha. Có chưa? Không có má ơi. Con kiếm đỏ. Má mua cái gì mấy? Bây coi, bây con bay. Cái gì vậy bà? Ủa bà? Dạ. Sạc cái điện thoại đâu mất tiêu rồi nè. Kiếm ờ, điện thoại. Ờ, nó làm sao mất đâu. Báo công an đi. Được rồi, kiếm nát hết rồi. Rồi khỏi đi về. Cái điện thoại sao? Dạ. Tôi kiếm báo công an đi. Báo công an, cái điện thoại báo công an má. Này điện thoại màu gì? Cái điện thoại màu đen cũng sạc cái đây nè. Nó hay xài đó. Màu đen hả? Dạ. Cái đây nè. Sầm chết. Gớt cầu hồng. Gớt, gớt. Không biến rồi. Ngay đây mà. Đại bà, nấu cái gì mà cũng mặn chát vậy? Vậy con sao mặn như vậy? Con vợ bay nấu chay. Tao không biết gì nè. Không biết nữa xé cái gì vừa ăn mà giờ mặn chát rồi. Thôi đi kiếm cái điện thoại cho nhỏ đi. Từ từ kiếm mà. Ôi nó cột đá thôi. Trời ơi. Cái này vừa không biết nữa. Cái thoại nó có. Nè thoại nó đây nè. Chay lại. Ai bỏ nó cũng mặn nè. Ủa. Ơi. Ai bỏ nhỏ cho tôi làm vậy? Ủa. À. Nó bỏ tôi làm luôn trời. Má nhớ rồi. Nãy má bỏ đó. Sao má lấy điện thoại gì ra hỏi tôi làm chi vậy? Ủa thì hồi nãy nó sạc cái đây nè, má gờ vô má thấy nó hỏi. Sao cái má để tủ lạnh cho nó lạnh lại. Rồi luôn mày tắt nguồn hơn của nhỏ luôn mày trời. Ôi điên vui luôn. Má ơi cái điện thoại nó hỏi trong tủ lạnh đi. Để luôn con hỏi trong tủ lạnh. Nó quá, nó cho nó lạnh gạo đi. Sao như này? Để gạo cho uống nước đi. Rồi thấy tết. Thôi mày chạy lên đi sửa đi. Nhanh lên. Lỗi bà lỗi bà lỗi. Ai? Má lỗi ghê nè. Dạ. Còn cái cọng dây sạc mà để vô cái thùng nước á. Trời ơi, sao bỏ vô chồng? Bỏ lấy thùng nước nào. Sao lấy cái thùng nước vậy? Còn sạc nó cũng nóng luôn. Mới để vô thùng rồi. Hồi nó hỏi vô lạnh trời ơi. Má lấy cái mặt chó nó quạt. Tôi muốn bỏ vô trong đây hơn cái điện thoại nhỏ rồi. Má ơi, bị đọc. À, bây giờ mày có tiền mua thỏi khác cho nó. Trời ơi, ông câu đó. Còn bà nấu canh gì mà nó mặn chát. Ai mà biết, lúc đầu vừa ăn ai mà biết đâu bây giờ mặn chát.